Bên kia có cô bạn mới chuyển trường đến. Mình sẽ qua trêu bạn ấy một lúc. À, học sinh mới, bạn tên gì vậy? Chào bạn, mình tên là Mắt Cỏ. Còn bạn tên là gì á? Tôi tên là Tháo. Cái tên đẹp làm sao? Bạn mau về kêu ba mẹ đổi tên khác đi. Tên xấu quá. Sao bạn lại nói tên mình như vậy? Ngồi gì mà kỳ cục. Hôm nay không khí thật là trong lành. Bây giờ Ngọc Lan sẽ đi dạo một vòng ở trong khu vườn, chắc là thú vị lắm đây. Tháo ơi, em có làm sao không? Sao trông em có vẻ buồn rầu quá vậy? Dạ, dạo gần đây ông của em hay bị mệt, nhức đầu, chóng mặt. Lâu lâu ông còn nhìn không rõ được em nữa, nên em buồn và lo cho ông lắm. Ây chà, cái triệu chứng này hình như là bị bệnh cao huyết áp rồi. Thôi không được, bây giờ Ngọc Lan sẽ cùng với em đi qua gặp Dr. Khỏe để coi Dr. Khỏe có thể giúp được gì cho ông của em không nha. Dạ, vậy mình đi nhanh đi chị Ngọc Lan. Ok, mình đi thôi. Hình như có ai đó chưa nhắc đến Dr. Khỏe đúng không nhỉ? Không biết có chuyện gì không ta? Ôi, may quá gặp Dr. Khỏe rồi. Dr. Khỏe ơi, chuyện là vậy nè. Dạo gần đây ông của Táo gặp những cái triệu chứng như là đau đầu nè, rồi mắt nhìn mờ nè, chóng mặt nè. Ngọc Lan nhận thấy đây có thể là triệu chứng của bệnh cao huyết áp á. Không biết là Dr. Khỏe có cách nào để giúp cho ông của Táo không? Chứ thấy Táo lo lắng như vậy, Ngọc Lan thấy tội nghiệp quá. Nếu là huyết áp cao thì Dr. Khỏe vừa quen được một bạn mới, bạn ấy sẽ giúp được ông của Táo đó. Thiệt hả Dr. Khỏe? Dạ, ai vậy Dr. Khỏe? Ai vậy đó tôi khỏe? Đó chính là bạn Mắt Cỡ. À, thì ra là Mắt Cỡ. Nhưng mà hôm qua em vừa trêu bạn ấy, chắc bạn ấy giận em lắm. Không biết bạn ấy có chịu giúp em không nữa. Thiệt tình luôn á. Em như vậy là không được đâu. Bây giờ Táo phải lựa lời xin lỗi cây Mắt Cỡ đi. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Chào bạn Táo nha. Bạn cho mình xin lỗi nha. Mình thật sự rất ân hận về chuyện đó. Không sao đâu nè, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà. Mình không có để bụng đâu. Mắt Cỡ nè, ông của Táo đang mắc bệnh cao huyết áp. Mắt Cỡ xem có cách nào giúp ông của Táo hay không. Dạ được, toàn thân của em đây chứa alkaloid là minoxidil và quercetin. Còn có flavonoxid, các loại ancol, axit amin, axit hữu cơ. Như vậy thì toàn thân cây Mắt Cỡ thật là hữu ích. Nhưng mà mình phải điều chế như thế nào để sử dụng một cách hiệu quả nhất vậy đó thưa Khỏe? Chỉ cần dùng hà thủ ô 8g, trắc ba diệp 6g, bông sứ cùi 6g, câu đằng 6g, tan ký sinh 8g, đỗ trọng 6g, Mắt Cỡ gai 6g, lá dông nem 6g, hạt muôn ngũ 6g, kiến cò 6g, địa long 4g, sắc uống có thể tán bột, luyện thành viên uống hàng ngày có thể giúp ổn định huyết áp đó. Rồi, như vậy là mọi việc đều có kết quả tốt đẹp rồi. Cảm ơn em nhiều nha cái Mắt Cỡ. Mắt Cỡ đúng là thật hữu ích, nhưng mọi người đừng quên là phải có chế độ ăn uống hợp lý, và quan trọng là phải thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng. Mọi người lưu ý chỉ sử dụng Mắt Cỡ với liều lượng vừa đủ và đặc biệt không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nha. Bây giờ thì mình đến nhà ông Táo để giúp ông Táo hạ cao huyết áp mọi người ha. Nhất trí. Rồi, như vậy thì trước khi thực hiện chúng ta hãy cùng nhau chào khán giả nha. Bây giờ thì Ngọc Lan, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt quý vị khán giả và xin được hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tạm biệt.